Ngày đêm chan chứa
Một tràng pháo tay để chúc mừng cho Cát Phim với ca khúc Chảy Đi Sông Ơi, một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Thưa quý vị, nhắc đến nhạc sĩ Phó Đức Phương thì đa phần những ca khúc do ông sáng tác thì đều rất là khó và đòi hỏi kỹ thuật cũng khá là cao, đúng không ạ? Cho nên bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên sau khi theo dõi tiết mục này. Xin mời gia đình Vũ Trang. Vũ nghĩ đây là một cái bài mà được dàn dựng rất là công phu và coi rất là đã mắt. Cho nên là chúc mừng hai con. Và cái phần chú thích nhất chính là pháo bông đó. Khi mà thấy pháo bông chú cũng muốn điên loạn lên luôn. Cảm ơn hai huấn luyện viên cho em thấy mạng pháo bông đẹp dữ vậy. Cảm ơn chú. Dì với Viên ơi, hai con có hồi hộp không khi mà bước lên sân khấu? Dạ, cũng hơi xíu rồi. Cô Trang hoàn toàn không thấy sự hồi hộp của hai con luôn. Cô Trang chỉ thấy cái sự tươi tắn của trên sân khấu, sự tự tin và sự bùng cháy trên sân khấu của hai con thôi. Chúc mừng hai con. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gia đình Bạch Gia Trang. Xin mời nghệ sĩ Thanh Bạch. Các con rất là may mắn. Ở tuổi nhỏ như thế này các con đã trải nghiệm một sân khấu chuyên nghiệp mà có lẽ ngày xưa cách đây 10 năm, 20 năm chỉ là ước mơ của các bé thôi. Vũ đoàn rất là công phu để tạo thành một bức tranh rất là tuyệt vời và các con đã hòa quyện vào bài hát. Hai giọng hát của tụi con huấn luyện viên chọn rất là đúng giọng để tụi con thể hiện được cái đẹp của mỗi bạn trong cái bài hát Chạy Đi Sông Ơi này. Các con rất bản lĩnh, tuổi rất nhỏ thì các con yêu, các con sẽ phát triển rất là tốt trong tương lai. Dạ anh Nghĩa, thôi mời anh nhận xét ạ. Rõ ràng đây đúng là tuyệt đỉnh song ca nhí. Là bởi vì các con, hai bé chỉ đứng với nhau và chỉ hát thôi. Các cô chú vũ đoàn xung quanh chỉ là hỗ trợ để nâng cao chắp cánh cho giọng hát của các con nhiều hơn. Chú đã nghe bài hát này rất nhiều ca sĩ hát rồi, các cô chú người lớn hát, cái giọng của các cô chú nó mạnh, nó ầm ào như biển lớn. Còn các con là những cô bé mới có 8 tuổi, mới có 9 tuổi thôi. Cho nên giọng các con nó như một dòng sông nhỏ. Nhưng mà biển lớn thì có cái giá trị của biển lớn, dòng sông thì có cái ý nghĩa của dòng sông. Và dù là biển lớn hay dòng sông gì, nó cũng đều đã chảy, đã chuyên chở được cái mạch cảm xúc của cái bài hát này. Và các con đã mang đến cho tất cả mọi người cảm nhận ngày hôm nay. Tuyệt vời, chúc mừng hai con gái. Cảm ơn chú. Cô hạnh phúc vô cùng luôn. Cái điều là giờ tim cô vẫn còn đập mạnh như thế này nè. Nghe. Rồi con đã làm được hơn sự mong đợi của cô. Cô cảm thấy rất là hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc vô cùng. Cảm ơn cô. Hôm nay sao tự nhiên nữ ca sĩ Cẩm Ly mạnh mẽ quá vậy? Thì hôm nay cô Ly quá hưng phấn và hạnh phúc quá. Mạnh mẽ cả nữa cơ chị. Hai ba. Thưa quý vị, chúng ta vừa thấy được phần nhận xét rất dễ thương của các đội với phần thể hiện của cặp đôi rất là đáng yêu của chúng ta. Hai chị em cười suốt vậy đó thưa quý vị, cười từ tập 1 cho tới tập cuối cùng cũng cười. Dạ, một tràng pháo tay cho Cát Viên và Ngọc Nhi. Cảm ơn hai con. Tới nhà rồi tía ơi. Ôi, biết rồi. Dạ, cuối cùng cũng tới nhà rồi. Rồi, trời ơi, mệt quá. Rồi, xong nha. Bây giờ tía con mình là kiểm tra thành quả ngày hôm nay nha. Rồi, đây, này của con, này của tía. Dạ. Bên đây tía bắt được 1, 2, 3, 4 con. Rồi, con bắt được 1, 2, 3, 4, 6 con nè. Khoan, sao con đếm sao mà 6 con? Thì 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Rồi. Bốc trong con của tía vô là 6 nè. Cái con cá này là con cá của tía mà. Thì của tía cũng là của con mà. Con ăn gian hả? Ăn gian hả? Trời ơi, má trời quá đất nghe. Đi chơi cả ngày có mệt không con? Dạ không. Ôi, có tay chân mặt mày nè. Đem lúa hết trơn rồi, đi vô rửa đi rồi ra ăn cơm. Dạ. Khoan, đây. Đem cá vô rộng cho tía. Rồi, rộng đàng hoàng nha. Rộng mà cá chết là đánh đòn nha. Dạ. Hù con không mà. Đây em múc cho. Ôi, hai chiếc con đi đâu á mà giờ mới về vậy? Thì Tú đó, hai đứa con bắt cá xong rồi. Cái nói tía con muốn thả diều. Chiều con hai đứa con thả diều cái Quỳnh nó về. Hay quá ha. Lớn rồi đó, như con nít vậy. Rồi. À em, bữa nay nấu món gì vậy? Anh đoán coi. Canh chua cá kho tổ đúng không? Bình thường. Mắm kho? Không có gì đặc biệt. Ủa vậy chứ món gì? Món ruột. Món ruột? Rau tôm nấu với
gật đầu khen ngon. Ôi gì hả? Hát dở quá, đừng có hát nữa. Xin lỗi em nha, hồi xưa Tú ngủ là anh ru Tú ngủ đó. Bởi vì con đâu chịu ngủ. Ủa vậy chứ ai ngủ? Em ngủ. Nói chung có người ngủ là được rồi. Em sợ cái giọng của anh quá nên em mới ngủ đó. Còn em đó, trời ơi, bày đặt lương chê lịch nha. Khả năng ca hát của em cũng cỡ anh thôi à. Trời, anh nói gì vậy? Vậy? Cái giọng của em ngọt ngào nên anh mới mê đó, đừng quên nha. Hồi xưa anh mê là anh giả bộ á. Anh giả bộ khen để anh cua em á, hiểu không? Trời ơi, dễ tin người quá à. Tin em hát, em hát thử coi. Ủa mắc gì phải hát anh nghe. Trời ơi, cái giọng của em á đâu có dễ dàng mà hát vậy được. Em sẽ cử đệ tử của em hát cho anh nghe. Đệ tử luôn. Tú ơi, Tú. À, dạ. Đệ tử. Cái bài bữa hôm á, má dạy cho con á, giờ con hát cho tiếng nghe đi. Dạ. Để coi sao nghe. Ngày con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành để trong mái ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh vong cho con say giấc ngủ. Là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho trao dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành để trong mái ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh vong cho con say giấc ngủ. Là lời cha từng ngày ấm êm trong gái và những lúc gian nan là con.
con tim về. Hay quá, hay quá. Trời ơi, con ca hay mà má của con quên luôn rồi cơm luôn á. Bé chút xíu nào không có cơm ăn rồi đó. Nói chung con hơn cha là nhà có phúc ăn cơm. Xin cảm ơn nghệ sĩ Long Hồ và nghệ sĩ Kiều Ngân đã cùng hỗ trợ cho tiết mục dự thi của Tuấn Tú. Tuần trước có một người nói rằng: con ơi, con nói giọng Nam còn cứng lắm, bữa nào rảnh cô chỉ cho con nói tiếng miền Nam. Bữa nay bé nó nói tiếng miền Nam được rồi, không biết là cô Ốc thấy như thế nào ạ? Cô chưa có kịp chỉ là con đã nói hay vậy rồi. Cỡ cô mà chỉ hả, trời hay nữa. Đó, vì mình có một cái tình huống gia đình rất là dễ thương, cho nên khi con nói giọng Nam á không để ý lắm thì sẽ không thấy vấn đề gì. Và cô thích cái cách mà dựng tiết mục này, tại vì bài hát này rất là quen thuộc nhưng mà lồng ghép vào một cái bối cảnh gia đình với hai ông bố bà mẹ ít có nhoi. nhưng mà rất là dễ thương. Ví dụ như là với cái bối cảnh này, tía với con với má là thường nó sẽ dẫn mình vô những bài hát dân ca Nam Bộ kiểu vậy, nhưng mà nó lại là một bài hát rất là hiện đại. Hồi nãy khi mà coi á, chú Nghĩa cũng mắc cười, giống như là mình cố tình mình gán ghép mình gài để cho con ra con hát vậy đó. Tự nhiên rồi hai ba mẹ thi nhau cho đã, xong bắt con ra hát. Hát nửa bài không nghe hết, ý cơm khét, hai vợ chồng chạy vô cho con hát đơn ca đứng ngoài mình. Ở đây cái bài này nó cũng quen thuộc với chúng ta, mà cái đoạn điệp khúc xem như nó được lặp đi lặp lại đến 3 lần. Chú Nghĩa thấy con vẫn hát một màu thôi. Nếu như mà mình có một cái phần xử lý nào đó, đặc biệt là cái phần mà lặp lại điệp khúc lần thứ 3, mà nếu như mình có cách hát nó khác đi một tí so với 2 lần trước thì nó sẽ thú vị hơn. Tú hát hay đó, đẹp đó, nhưng mà để hỏi rằng là có thật sự hấp dẫn với cái bài hát này chưa thì chú Nghĩa thấy nó vẫn còn hơi thiếu một chút xíu. Nhưng mà dù sao vẫn chúc mừng con đã hoàn thành phần thi của mình. Cảm ơn con. Cảm ơn thầy Lệ Nghĩa. Xin được mời cô Đoan Trang ạ. Về phần hát của con á, cô rất là thích cái âm trung của con. Âm trung rất đẹp. Cái ngân, cái rung của con cũng rất là hay. Nhưng mà này các thầy phải bị đòn quá. Bài rất nhiều nốt treo quá. Cho nên là có thể lúc tập á, là con có thể hát được. Nhưng mà mình phải tính lúc mà con sắp thi á, là tâm lý nè. Thì cái phần treo quá nhiều thì con không đủ lực. Khi con không đủ lực thì những cái phần cuối con phải dồn tất cả cái sức của mình để vào hát. Thì giống như mình cố gắng mình chống chọi để mình hát cho nó xong. Chứ nó bị không có chuyển tải được cái cảm xúc. Đó, cái vấn đề của con là như vậy. Tuy nhiên á, cô vẫn đánh giá rất là cao Tuấn Tú. Cô hy vọng là thầy trò sẽ hiểu nhau hơn. Cái quá trình chọn bài nó sẽ hợp lý hơn. Nó sẽ đẩy được con hơn nữa ha. Cần phải có thêm thời gian đến ôm thầy của con đi. Chúc mừng con. Cảm ơn cô ạ. Kính chào ban giám khảo, quý vị khán giả và tất cả các bạn. Lời đầu tiên cho con được gửi đến quý vị là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Con tên là Hồng Ân. Đến với phần dự thi hôm nay, con xin trình bày một ca khúc được mang tên Hò Ren Lên Gãy. Quý vị khán giả hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho em bé Hò Ren đi nào. Dạ, con cảm ơn rất nhiều. Cô chú chờ con một chút, con nói cái này với chú âm thanh rồi con hãy thi nha. Chú ơi chú, con hát bài này có một đoạn đầu, con hát không có nhạc. Chú canh chừng nào mà con gần dứt lời á, chú hãy mở nhạc, chú đừng mở quá sớm hay là quá trễ nha chú. Con cảm ơn chú. Ha 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 ha
Lắc nè, 2, 3. Trời ơi, tôi phải cắn chỉ một cái thôi. Ngon quá thưa quý vị. Trời ơi, đáng yêu, dễ thương quá đi. Nãy nghe con hát cái gì mà có gì bù lon gì đó. Hát câu gì con hát lại được không? Chị đi ra về rô về ti. Chị đi ra la 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 la. Chị đi ra về rô về ti. Chị đi ra la 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 la. Chết nữa. Có cái gì mà bù lon. Quý vị nghe, quý vị có hiểu gì không? Tiếng dân tộc. Người ta tiếng ND mà. Đó, trời. Không có hiểu gì hết trơn trời á. Con hiểu không? Dạ con cũng không hiểu. Quá đáng yêu thôi quý vị, đúng là lớp tài năng nhí. Có thể là bé phát âm chưa có chuẩn, nhưng mà cái phần trình diễn hết sức tuyệt vời. Mời giám khảo Thanh Bạch. Nãy giám khảo Thanh Bạch là thấy cuồng nhiệt nhất với tiết mục của con á. Con thích hát nhạc êm dịu hay là thích hát nhạc có nhảy múa? Dạ đủ thể loại. Trời đa ơi! Năng luôn, thấy chưa? Vậy là con hơn chú rồi. Con thích hát nhạc Việt Nam hay nhạc nước ngoài? Dạ nhạc gì cũng được. Thấy chưa, thế hệ mới vậy đó. Chú Quang Lê cũng có hát tiếng Anh đó con. Chú hát bài Việt Nam mà tiếng Anh. Con hát bài tiếng Anh hoài. Con hát luôn. Thử coi. Hát thử lên đâu. Love in your eyes, sitting silent by my side, going on holding head. What have you the night? Hold me up, hold me tight, lift me up to the dark sky, teaching me to love. Thôi giấu lại đi con. Còn nữa, nếu mà con mà vô vòng trong, con phải làm nhiều. Bây giờ mình phải giấu bớt. Giấu nghề con ha. Giấu bớt. Bây giờ mình để lộ ra hết ủa. Con ước mơ sau này lớn lên con làm vũ công, làm diễn viên hài, ca sĩ hay là phi công? Dạ ca sĩ. Ca sĩ. Trời ơi. Ca sĩ. Mãi luôn truyền cho thấy hề mai sao. Trời ơi, cái tập này là mãi lưu truyền hay sao đây? Cái cặp sóng thần này nha. Con cầu thần chú đó nha. Đúng rồi. Tính dựng dòng sao cho mấy đứa nhỏ nó ca câu đó. Mấy người này ca riết rồi thôi hết dám dựng luôn rồi. Hồi nãy chú thấy con á, ngoài tài năng ca hát nhảy múa ra nha, còn có khả năng làm MC nữa đó. Ừ, giờ con thay chú giới thiệu tiết mục tiếp theo được không? Làm luôn nghe. Dạ. Giới thiệu tiết mục tiếp theo. Để chú nói nhỏ cho con nghe xem con nói với mọi người nha. Kính thưa quý vị khán giả, tiết mục tiếp theo của hai chị Bích Châu và Bảo Châu. Tiết mục nhảy múa. Một tràng pháo tay thật to. Cảm ơn con. Tôi nói nhỏ cho nghe. Hồi nãy á, có cô qua bánh bèo, cổ chèo xuồng đi ngang. Tôi tính hò ghẹo cổ, mà ai ngờ tôi hò xong đến tôi tới đây luôn. Cái cổ cái đau tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà bà con thấy quê hương miền Tây của tôi như thế nào? Để em xong với tôi giới thiệu một chút nha. Ủa anh bốn sao anh không chịu về đi mà ngộn? Ủa chị hai giống chị vậy? Miền Tây quê tôi ai về ai nhớ ai thương? Chùa qua Long An cho đào lúa bỏ trường. Tiền Giang đi thò cây bè gọt bông tân phương. Không còn những chiếc pha xưa, xe ta
Xin mời là con cô bác đến khu du lịch miệt vườn sông nước, có đủ các trò chơi dân gian, chơi hoài không chán, có đủ các món ăn, ăn hoài không ngán, đặc biệt các màn non lá, áo bà ba sẽ tài duyên dáng nữa đó nha. Xin mời. Ủa anh Sáu Nhí, thôi bị thi tử tài siêu nhí hả? Trời ơi, hồi nãy giờ nó dốc không mà quên đi thi rồi. Nhưng mà đi thi ban giám khảo có cho mình 10 điểm không nữa. Nếu cho mình 10 điểm thì bỏ mình gọn luôn đi. Nếu mà gớt quá thì về mình gọn tiếp. Bye bye bà con nha. Xong chưa anh Sáu? À, anh xong rồi. Chào ạ. Trời ơi, ông Sáu ông nhiêu tuổi giờ? Qua đây đứng ông Sáu. Ông Sáu nhiêu tuổi cô đang trang hỏi kìa. Càng không biết. Trời ơi, càng không biết. Nhiêu tuổi rồi, có bao nhiêu ký con biết không? 21 ký. 21 ký. Số tuổi không biết nhưng mà số ký thì biết. Trời ơi. Giờ giám khảo cho 10 điểm mới đi thi hả? Không, cái đó diễn thôi chứ không phải nói thiệt. Cái đó là trong cái bài diễn mà. Bài diễn thôi. Giờ cho rớt à, cho rớt vậy làm ruộng nha. Vậy mừng ruộng. Mừng ruộng à. Chịu không con? Chịu không? Con không biết. Con không có biết cái gì hết trơn trời á. Rồi bây giờ con muốn nghe giám khảo nói không? Trời. Con muốn nghe ai nói trước? Chú Hoài Linh. À chú, sau khi nghiên cứu rất lâu chú Hoài Linh. Dạ mời chú Hoài Linh. À, về cái nhanh nhạy của Putin thì có lẽ là quý vị ai cũng biết rồi. Và cậu này là đang rất là hot ở trên mạng. Và Linh cũng đã làm việc với Putin trong một cái phim. Và Putin là một cái người rất là nhạy bén. Cái cách ứng xử của cậu ấy cũng rất là hay. Tuy là nhỏ nhưng mà nói chuyện rồi từ ngữ rồi giỏi lắm. Ngày hôm nay nghe con hát bài này cũng đã. Nghe con diễn bài này cũng quá hay. Dĩ nhiên là có một cái đoạn nó hơi chệch choạc là cái khúc mà hát vô cái lòng của câu giọng cổ đó thì nó hơi chệch choạc chút xíu, nhưng mà với cái tuổi của con như vậy thì chú bỏ qua, ráng cố gắng tập cho kỹ hơn nữa nha. Nghe không con? Nghe con. Dạ. Dạ. Rồi mời cô Thanh Hằng. Ơi ơi, cô nói thật với con nha. Chú Hoài Linh nói như vậy là đầy đủ quá ý nghĩa rồi, nhưng mà cô nói thêm cái nữa là cô chịu là tại vì con cái sự đam mê của con đó, con giỏi quá, con có đam mê cho nên con mới học thuộc từng chữ, từng tỉnh, từng huyện, từng cái coi như là từ cái bánh bía mà con cũng nhớ nữa, thành ra là cô chịu. Cô Hằng cũng chịu luôn. Ủa nó nghe nè, nãy giờ cô Anh Hằng ở nhà con có bánh bía Dũng Thơm á. Ừ vậy đó hả? Giỏi sao con không mang tới đây? Không được. Sao vậy? Mẹ nói là không được đem cho ai hết, chỉ cho mình mẹ ăn. Trời ơi. Chỉ cho cả nhà con ăn thôi à. Không, rồi cho một mình mẹ con ăn thôi hả? Ở nhà mẹ nói con gì? Thật là thảo ăn. Ở nhà. Mẹ con ham ăn luôn. Trời ơi. Con mẹ đút con ăn nguyên cái chén đầy. Ép con ăn nữa. Cho nên con mới mập vậy nè đúng không? Cho con mới khỏe, con mới trí nhớ. Mẹ con muốn con ăn nhiều để con mau lớn thôi mà đúng không? Vậy đúng rồi. Rồi. Nãy trong cái tiết mục vừa rồi của con á, con có thiếu sót cái chỗ nào không? Lúc mà anh bốn không đi mừng nguộn đó rồi sao nữa, nãy con bị thiếu nãy đó. Nãy con mới thấy con chào từng người mà. Cái nhạc nó gần. Đúng rồi. Nó gần bái để con hát, con chụp nhạc con hát luôn. Đúng. À. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta cái đoạn đó đi. Nhạc mà con chụp luôn á. Tức là phải chụp hát liền chứ không thôi là trễ nhạc. Không phải con chụp bằng cái tay mà con chụp bằng cái miệng. Thì đó. Thì chú đang diễn tả cho người ta dễ hiểu đó con. Tức là con chụp nhạc vậy nè, đúng không? Cô Tiên có một đặc điểm á là diễn xuất á rất là tập trung, mà thậm chí là ứng đối liền. Cô Đoan Trang vừa vẫy tay chào là đã vẫy tay trả lời lại liền. Nhưng mà một mặt khác thì rất là tỉnh táo, nhạc vô là luôn đúng, chứ không phải mãi mê diễn mà quên nhạc. Thì cái điều đó Putin có thể kiểm tra được bản thân mình được, quá tuyệt vời, là lứa tuổi của con đúng không? Mà đặc biệt cái miệng con làm vậy có duyên lắm đó.
Chú Đại Nghĩa làm giống vậy được không? Dạ thôi bây giờ thì mời các vị giám khảo hãy cho biết sự lựa chọn của mình nha. Xin mời giám khảo Thanh Bạch. Đi tiếp nha con ha. Giám khảo Thanh Bạch đồng ý cho con đi tiếp. Mời cô Đoan Trang. Con là Siêu Nhí, đi tiếp. Đi tiếp. Cô Thanh Hằng thì sao ạ? À? Cô đồng ý. Cô Thanh Hằng cũng đồng ý và chú Hòa Linh. Đồng ý. Chú Linh cũng đồng ý luôn. Chúc mừng con về với thầy chủ nhiệm của mình. Trời ơi, con người tập hợp với thầy lắm luôn á. Đây giờ cho thầy giáo bảo nè. Trộm qua mẫu đơn để cho tường đen trắng. Này khỉ con, mau cáo phân bại, duyên cớ sao lại đến nơi đây mang tội gian tham trộm cắp. Lời con phân tỏ gian cầu ơn trên thánh tiên, người xót thương tình ban cho do tay người vì gian tham, công danh bạc vàng vinh quang, nên quên thâm tình con thơ. Âm mưu đành giết con, ôi nghĩ quang. Lời
thật thà, ta đây thứ tha. Còn bằng chán thì tôi chết, về đi con ta chẳng tha. Trời ơi thâu nói đau thương, ức hoạn cho thân này, lòng gian nan kiếp nhân sinh của bao nhiêu con người. Tình vô lòng con cứu người người ngài, con nói thật mà thánh mau. Ôi ta đây có tin lời bi, dương gian thiên cảnh cách xa. Ý ta đã quyết hai bao quay về, đừng gian than ít chi. Tiếc đồng đuổi khỉ con xuống non lập tức, con không về thương thánh mẫu, xin thánh mẫu thương tình cho. Giết chết gì vì tham vọng cuồng điên, muốn đưa Bạch Liễu con bà thay thế vì Bạch Liên. Rồi dối gạt đức vua đã cứu công chúa Bảo Loan thoát nạn, nay khi con thật lòng phấn cảm, xin qua cứu sống người ân cho trọn nghĩa thâm tình. Tiên đồng đuổi khỉ con xuống non lập tức, con không về thương thánh mẫu. Về đi hầu nhi, con lại bà mà thánh mẫu. Về đi hầu nhi, bà không giúp con còn nguyện nguyên sinh cho lòng con quyết không trở về. Sao ngươi không trở về à? Không, nếu con chưa cứu sống được chị Bạch Liên thì con không trở về. Để ta thử lòng chị con xem ngươi có tấm lòng trung nghĩa. Này khỉ con, muốn ta cứu sống Bạch Liên với một điều kiện. Điều kiện gì? Thưa thánh mẫu, lấy trái tim mi mà cứu nguy mạng Bạch mạng ân nhân. Con xin bằng lòng. Khá khen cho Hầu Nhi. Tiên đồng, hãy cứu sống Hầu Nhi và trao qua mẫu đơn cho Hầu Nhi mang về cứu chủ. Dạ. Thank you.
Tiên đồng, hãy ban qua bộ đơn cho Hầu Nhi mang về cứu chuộng. Con đợi ơn Thánh Mẫu, con mang ơn Thánh Tiên Thần Linh, mẫu đơn tiên cứu mạng chi hiền. Thấy con đầy quả lòng nhân nghĩa, dù là thu nhưng tấm lòng cao cả đầu dạng. Hãy đưa Hầu Nhi xuống non lập tức. Một tiết mục tuyệt vời thưa quý vị, Hầu Nhi cứu chủ bé Ngọc Tâm, các bé trong lớp học của ông Nam, vũ đoàn Chuông Gió, và sự hỗ trợ nó không thể nào tuyệt vời hơn nữa. Đó là mẹ của bé Ngọc Tâm, nghệ sĩ Cẩm Hiền. Cảm ơn chị Cẩm Hiền đã hỗ trợ cho cháu một cái cải lương á, xã hội đơn thuần đó mà cũng còn khó. Đằng này là phải hát hậu quảng, rất là hay. Và khi con quá thân ra một chú khỉ đem cái hoa mẫu đơn về để cứu chủ đó, con đã làm hoàn thành cái tiết mục này. Mà từ cái ca hồ quảng con cũng ca chính xác, hai mẹ con nó gần gần cái giọng với nhau, nó giống nhau rồi, cái nó hay, ngồi nó coi nó đã làm sao luôn vậy đó. Cho nên là xin cảm ơn chị Hiền đã sanh ra đứa con này. Và bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương sẽ có một nghệ sĩ để nói dòng nói giỏi nữa. Dạ, coi như chị có một người hậu duệ nối nghiệp chị rồi đó. Và một lần nữa xin cảm ơn chị nha. Ở đây có lẽ với sức ép về tâm lý kết hợp với vũ đạo thì mới bật ra được một Ngọc Tâm như là ngọc trong đá. Những cái tình huống mà thường thường nó làm cho con không có bật lên được. Ở đây vừa diễn vũ đạo mà luôn luôn là không phải là vũ đạo bình thường, mà lại phải nhớ mình là con khỉ. Cho nên con không bao giờ quên để con làm tất cả những điều đó trong những động tác và cái màn đi gối, chú thương vô cùng. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Nếu mà con được đi tiếp vào vòng trong, chú có một gợi ý nho nhỏ, con diễn tiết mục Hồ Nguyệt Cô Quá Cáo. Wow, cái này là... cái đó diễn ra đó. Con diễn dư sức làm thuyết phục được mọi người. Gì khó chưa. Con có biết nhân vật Hồ Nguyệt Cô không? Tìm em đi. Trời ơi. Cho Hứa Quốc một tràng pháo tay, coi bà con có mặt hả? Tung tung khen. Dạ, một lời gợi ý từ giám khảo Thanh Bạch. Thăng lũ lụn thăng cơn hạn nan ni
trẻo, trong trẻo vui tươi. Dân nước ấy lại còn giữ nước gì giống nồi đạo lý nghĩa nhân, theo nguyện trai trung kiên, theo gương thuở trước mà nên ca trù nên điều hát văn nghi. Tiếng hát ấy theo dòng lịch sử từ Quang Trung đài nghĩa Phú Xuân, thời Bắc thời Nam như đôi dòng sữa để cho đời đẹp khúc Nam Xuân. Lại một bản hành dân, một điệu hò mai đầy hoành tráng tuyệt vời. Bé Quang Hiểu, nhóm bè vũ đoàn Chuông Gió và ba cô gái xinh đẹp đàn tranh, tất cả đã tạo nên một không khí rất là xúc động. Không phải chỉ là cái sự hào hùng trong tiết mục, trong giọng hát của con đâu, mà cái cảm xúc giống như bài hát Từ Cội Nguồn, nó đã lan tỏa đến tất cả mọi người chúng ta. Và ở đây, những người Việt Nam có thể hãnh diện vì những gì mà con đã mang đến cho mọi người. Vì chúng ta là những người con Việt, chúng ta yêu quê hương của mình, phải không quý vị? Một tràng vỗ tay nữa dành cho bé Quang Hiểu. Cảm ơn tất cả các bạn. Yến Tràng ơi, hay quá Yến Tràng ơi. Mời cô giáo Yến Tràng chia sẻ trước về cái phần thi của học trò mình à. Bản thân Yến Trang là cô giáo mà vẫn cảm thấy rất là nổi da gà khi mà một lần nữa nghe Hiểu hát, bởi vì tất cả những cái cách xử lý ở trong bài hát này nó không dễ dàng đối với lại một người lớn nữa, mà một cậu bé như Hiểu ngày hôm nay trên sân khấu này sau những ngày tập dượt thì Hiểu vẫn làm rất tốt như những ngày mà đã tập dượt, thậm chí là còn thăng hoa hơn, thì Trang cảm thấy rất là hãnh diện. Cảm ơn con nha, con đã làm cho cô giáo của mình rất hạnh phúc trong cái phần trình diễn của con đó. Và chú thấy là giám khảo Hoài Linh hồi nãy cũng đã không thể nào kiềm chế được. Mời chú Hoài Linh. Khi chú thấy con dự thi cái bài hát Hát Từ Cội Nguồn là chú sợ. Chú sợ lắm. Cái cách xử lý của con thì chú không bao giờ chú đi so sánh với một ca sĩ khác. Mà chú nói ở đây á, con dám chọn bài này là con dám thử thách bản thân con. Dạ. Yeah. Bởi trong cái bài này cái âm vực nó rất là rõ ràng, cao thấp đâu đó nó có điều hết. Và đặc biệt là con đã làm được một cái điều mà chú nghĩ là với cái tuổi của con sẽ không làm được đâu. Nhưng mà với sự cố gắng con đã làm quá tuyệt vời, là ở trong này có tất
cả Bắc Trung Nam đều có hết. Và cái chuyển giọng từ cái giọng Bắc qua cái giọng Nam của con nó cũng rất là rõ ràng. Rồi tới cái hò Huế của con cũng làm rất là đẹp. Cho nên là chú rất là hưng phấn với một cái cậu bé mà vừa điển trai nè ha, hát tốt nè ha, mà dám liều lĩnh thử thách cái bản thân mình bằng một cái bài hát như vậy. Nếu trong cuộc sống của con có những cái kiên định rõ ràng như vậy và con có những thử thách bản thân con như vậy thì chắc chắn con sẽ thành công. Và đối với cái tuổi của con, chú cho đây là phần diễn tuyệt vời nhất của con từ trước tới bây giờ. Cảm ơn chú Hoài Linh. Mới có mấy tuần thôi mà thấy sự trưởng thành của con trong phong cách, trong nét mặt, trong ngoại hình và cả tâm hồn của con nữa. Ở đây con đảm bảo được hơi Bắc, hơi Nam. Và cái điều quan trọng nữa là cái sự dàn dựng của tiết mục của con, nó là sự nỗ lực hết mình trong khả năng có thể. Đây là một dấu mốc rất là lớn trong cuộc đời của con, khi con đã ghi dấu ấn rất sâu đậm với tác phẩm này. 10 năm sau, 20 năm sau con xem lại, con cảm thấy rằng đây là một kỷ niệm khó phai mờ trong cuộc đời vì thử tài siêu nhí của con. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Cô khen là cái giọng con rất là vang, cho nên là khi con hát tương tác với hợp xướng mà con không có bị lép vế với hợp xướng. Cái tốt ở chỗ là con cứ lịch lãm mà đứng mà hát đầy tự tin và tập trung hết sức vô cái giọng hát của mình. Đó là cái điểm mạnh của con. Nhưng mà cô nhắc con á, là cái ngân của con á, là con chưa có cái độ rung. Cho nên con phải cần tập cái độ rung để khi mà con hát mấy nốt cao á, nó không có bị chát. Vậy thôi. Cảm ơn con nha. Chúc cảm ơn các vị giám khảo. Những lời khen tặng cũng như là những lời góp ý sẽ giúp cho con rất nhiều sau này, Quang hiểu nha. Turn the radio on, it's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, but may make me quậy được nè. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bill to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bill to have fun tonight. As long as I can feel the beat, I don't need no money. As long as I keep dancing, come on, come on, turn the radio on. It's Saturday and I won't be long. Gonna bend my nails, put my high heels on. It's Saturday and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I can feel the beat.
giới thiệu cho mọi người biết đi. Con xin chào tất cả mọi người, con xin chào tất cả các huấn luyện viên. Con tên là Trần Ngọc Nhớ Hân và năm nay con 11 tuổi. À. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Cô lập nghiệp ở đây. Cô cũng ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị cô sống ở đây làm việc chị, ở đây. Chị Vân. Chị về Hải Phòng chị đi, chị Hải Phòng, Hải Phòng. Chị kêu chị. Nghe cái chất giọng á là con như là đúng ý của chú với lại cô Ly rồi. Một cái chất giọng rất là khỏe và chú nghĩ rằng là con có thể quậy hơn như vậy nữa. Đúng không? Con hát được rock không? Dạ được. Dạ được hả? Cái năng lượng của con cực kỳ nhiều. Nhưng mà lúc mà con hát á, cái vị trí đặt âm thanh của con á, nó vẫn còn chưa có được ổn định, nó lên xuống rất là bất thường. Vì thế mà cô chú có một chuyên gia để rèn luyện điều đó. Con chỉ cần vô đội cô chú thôi là bảo đảm một tuần sau là hát như là hát luôn. Cái không, gì hát hả? Hát như là thần luôn đó, còn hát cực kỳ ghê rợn. Nhưng mà đội của chú là tất cả những thành viên đều có cái máu gọi là điên loạn. Điên loạn hết. Con ơi, con có thích thi thủ mặt trăng không? Dạ thích, nhưng mà con thích Doraemon hơn. Con biết đề khi không? Đề khi đó giống y như chú vậy đó. Chú là Dewey. Đó thấy không? Kiến thức chú vô vàng lắm con. Ui, thôi nín đi được rồi. Bây giờ như thế này, cô khi mà nghe con hát á, cái sự thoải mái của con, cái sự tự tin của con á làm cho cô quá thích. Đúng rồi. Và nếu như có thể á, con cho cô một cái cơ hội để làm việc với con. Thứ nhất á, là con đã có được một cái tiềm năng bẩm sinh rồi. Cô muốn được gọt giũa thêm và cộng thêm những thứ mà cô chú có sẵn trong người, cộng thêm những thứ mà cô chú sẽ đầu tư cho con. Thì hy vọng con sẽ có nhiều tiết mục hay và cái cách hát không chỉ dừng lại đây đâu. Con sẽ còn có những cái tiết mục khác nữa. Hy vọng con chọn đội của cô. Bây giờ cô về chỗ, cô đợi con nha. Dạ. Chú mà chú rất là thích con ở một điểm là gì? Con bung xỏa hết mình. Nhưng mà con nghe khoảng một cái giới hạn đó lại là con lại là một cô bé rất là dễ thương và tinh tế. Hồi nãy có để ý nghe, ví dụ nha. Quậy xuống Lập ơi, Lập. Dạ con chào cô chú. Quậy đây. Dạ con chào cô chú. Thích Lập, như vậy đó. Lập ơi, tới Lập, chào. Bé nó quậy nó không có bị mà lòng thòng như em. Người ta quậy rất là chất luôn. Còn con của biết em là nó bị lạc lìa lạc lõi giống như là vậy lạc lìa đó. Cô chú đã nói những cái lời chân thành nhất của cô chú rồi. Nếu mà con muốn triệu hồi Doraemon ở đây cũng được luôn. Cô chú không được gì ngoài cái đội ngũ cô chú cũng trên 4.000 người con nha. Con cứ quyết định đi, không sao đâu, cô chú đợi tin con. Bây giờ nếu như bạn thích Doraemon thì bạn về cho mình để mình có rất là nhiều bảo bối cho bạn luôn á. Bây giờ là khi mà thực sự là khi mà con cất giọng hát ra đó, sau cái tấm màn hình đó đó, thì cô nghe một cái chất giọng mà phải nói là vững. Và đặc biệt ở con tự tin trên sân khấu mà con còn biết cách tương tác với khán giả nữa. Và cả xuống đây các nhà huấn luyện viên luôn, con không có gì mà sợ hãi hết trơn á. Cái điều đó là cũng là một cái lợi thế của con. Còn một vấn đề này nữa chú muốn chia sẻ với con, đó chính là màu sắc phong thủy. Trắng đen, hồng trắng nó không vô lắm con nha. Ai nói, đây cũng có trắng nè, đây cũng có trắng nè. Đèn đầu lập. Đây nè. Trời ơi, em quên rồi chị Ly. Nãy giờ tất cả cô chú nói cũng nhiều rồi. Bây giờ con cứ làm theo những gì mà trái tim mách bảo. Tim là gì? Tim là tâm, tâm là chỉ có chính giữa nha con. Dạ, cảm ơn con. À, chú muốn đính chính lại một cái là trái tim nằm bên trái chứ không phải chính giữa nha con. Cái đó là về sinh học. Không có sinh học nào tim nằm ở còn giữa. Cái này là về nhân sinh học nha. Con ơi, chú không cần mấy cái này đâu. Con chỉ cần quẹo lựa là được rồi con. Bên trái là thuận ra trái. Chú biết con thuận ra trái mà. Nào, 2, 3. Một là chú Lập, hai là chú Huy. Nhào vô. Giây phút này lắm. Chị nhớ không? Hình như các bé đang có một cái phong trào gọi là ừ đúng vẹo lửa. Trời đất ơi. Mà cái cảm giác á mà mình đứng mình chờ mình giang tay rồi mà người ta không chạy lại chỗ mình nó đau đớn. Em sốc hồng luôn á chị. Quy, em Quy. Sốc hồng luôn. Quy, anh Quy. Làm thử cái nè, đứng đây em nhạo thấy mơm anh nè. Từ từ để anh rút cái dao trước rồi đó. Rồi là. Đâu nào. 2 3. Em đi toilet một cái. Con lấy
em ra ngoài chợ mình bán con à. Với lại đằng ốc á, lú lẫn, nó có nhà đâu sai biểu nữa trời. Tự mừng thôi. Ai, cái lưng nó cứ đào lên đào xuống. Phải chi con Út nó dần mấy cái cũng đỡ. Trời ơi mà con đâu rồi Út ơi? Dạ tụi con đây nè. Đây xí xí, đâu ra vậy? Ủa kêu một con đứa sao hai đứa chạy ra? Ai đây? Dạ con là bé An, cháu của ông ba. Với lại hôm nay ba con kêu con đem quà sang biếu bà. Dạ biếu bà, cảm ơn con giỏi quá. Con là bé Diệp, cháu của bà Năm. Hôm nay mẹ con cũng biểu con mang quà sang biểu bà ạ. Ôi thế à, trời ơi, giỏi quá. Vô đây ngồi chơi ha. Rồi bà lấy nước, lấy bánh đồ cho ăn nha con nha. Ủa quá ra, vậy là Tết này là tụi con về quê này ăn Tết luôn ha. Dạ không, ngày mơ con về Quảng Nghĩa con thăm ông bà con. Ủa vậy ha, rồi con ở đây, con ăn Tết với bà nha, ha. Dạ cũng không được ạ. Dạ là ngày mai con về Hà Nội để thăm nội con ạ. Phải rồi chắc là tụi con về ngoại chắc cũng có đem quà cáp về thăm ông bà con đúng không? Dạ tụi con có một món quà rất là đặc biệt muốn tặng cho ông bà của con. Cái gì? Quà đặc biệt luôn hả? Bật mí cho bà nghe xíu được không? Dạ được ạ. Được hả? Rồi tụi con tặng luôn cho bà luôn nghe. Tặng cho bà luôn được không? Rồi, bà ngồi đây nè. Quà đặc biệt gì vậy? Tặng cho bà đi. Bà nhắm mắt lại nha. Rồi, nhắm mắt lại cho phần hồi hộp nè. Quà gì đâu? Hả? Chiều ở nơi đây, chiều không thấy khói. Xuân sáng không mai thắm pháo hồng. Sao con vẫn thấy lòng rơi rớt nhớ quê nhà bếp lửa chiều. Yeah.
ai dạy tụi con mà tụi con hát hay dữ vậy con? Dạ cái này tụi con tự tập lâu lắm rồi, để tụi con về tụi con tặng cho ông bà của tụi con á. Cảm ơn con nghe, hay quá à. Sao con nhìn bà buồn vậy? Đâu có. Đây, bà đâu có buồn đâu, bà vui á, tại vì bà nghe tụi con hát cái bà vui, bà cảm động. Hát tiếp rồi tụi con. Con đâu dám hẹn những người hẹn, nên mỗi xuân về mỗi xót xa, rồi mãi câu đồ giấy trầu tàn, mẹ rồi như bóng nắng xuân. Về thăm mẹ, không biết chú Út tụi con có mơ không chứ ngày nào bà cũng mơ về chú Út tụi con đó đâu trời á. Thôi vô ăn cơm nha. Má. Đó, ngày nào cũng vậy, nằm trên bao là thấy y như rằng nó đứng rất yêu má, mà có bao giờ nằm tự tập lắm mấy đứa. Vô ăn cơm. Má. Đâu rằng Út, con về với má đi, má ơi. Con không được má. Sao không được con? Chú Út là con. Hà hàng xóm là con. Trời đất ơi, mày về đi. Mày đi luôn đi. Má ơi. Dù đủ giá này, mày đi đâu? Hai năm nay mày không tính tất gì cho má. Hai năm nay á, con đi hợp tác lao động nước ngoài. Con sợ má lo, cho nên con giấu má. Bây giờ con về với má rồi, má đừng có giận con nữa nghe má. Không cha mày, làm thì phải đi, nhưng mà ít nhất cũng nói má một tiếng, má đừng có lo. Mày ở đâu làm gì má biết đường má kiếm, hiểu không? Đứng lên, đứng lên, đi về đây là tốt rồi. Đi lại chú Út thì con về rồi. Ở đây đây chút xíu, ăn cơm gia đình với bà nha. Ở đây, sẵn đây, mời hàng xóm mừng chú Út nó về, ăn bữa cơm gia đình nha. Dạ má. Con mơ một ngày về bên mẹ, để vui bên bếp lửa giao. Xin được cảm ơn phần thể hiện rất là tuyệt vời của hai bé. Xin được cảm ơn diễn viên Phi Nguyễn và cũng cảm ơn diễn viên Hồng Trang, quán quân của tài tử tranh tài trong vai bà mẹ. Rất xúc động. Cảm và ơn xin các bạn. Chúc mừng Hoài An với Ngọc Diệp. Cảm ơn hai con. Và bây giờ xin mời gia đình Như Huy chia sẻ. What the? Thật ra là chú là một người rất là mạnh mẽ. Thôi mà. Nhưng mà riêng tiết mục này thì tụi con đã làm cho chú phải rơm rớm nước mắt rất là tuyệt vời. Kể cả về giọng hát của tụi con, nó không quá là phải phô diễn về mặt kỹ thuật quá nhiều. Nó vừa đủ, nó rất là nhẹ nhàng, không nhất thiết phải gồng mình để diễn xuất chung với là những diễn viên chuyên nghiệp. Tụi con vẫn làm tốt cái đường dây của tụi con. Đây là một trong những tiết mục mà làm chú một lần nữa là phải rơm rớm nước mắt, mặc dù chú rất là mạnh mẽ. Bản năng Lập là một người làm kiềm chế cảm xúc giỏi, vì ít khóc lắm thiệt, thật sự. Mà nghe mấy bé hát thì thật sự mình bị lặng người đi. Khi mà Lập xem cái này, cái Lập tự thấy cái bản thân mình á, là chưa có làm đúng với những gì mà mình đối với mẹ. Thì hiện tại là Lập đang thực hiện một dự án cá nhân. Bộ phim nó 8 tập và không quay ở Sài Gòn. Quyết định là kéo nguyên đoàn phim về quê quay. Thì về dưới quay thì cứ nghĩ là sẽ được gặp ba mẹ mỗi ngày. Cái mình tới mình quay, mình cứ làm mình. Cái công việc của mình là mình vừa biên kịch, mình vừa đạo diễn, mình vừa làm diễn viên nữa.
nó quá nhiều trong một cái công việc của mình đi. Cái mình làm xong mình vô mình diễn, xong mình chạy ra mình coi lại cái máy quay, rồi mình vô mình diễn, mình chạy ra máy quay, cho đến khi mà mình cắt máy rồi cái phát hiện ra mình chưa ăn gì hết. Cái bắt đầu hỏi đoàn phim, ủa còn gì không cho em ăn với, cũng không còn gì, tại vì ai cũng mệt, ai cũng ăn hết trơn hết trọi. Cái có ngày quay là mừng, là có một cảnh quay cạnh bên nhà mình luôn. Cái mình vô mình quay cái đang quay, cái mẹ bưng trái cây vô ăn đi con. Quay bỏ bỏ cái nước là con uống đi. Quay vô mệt cái lại mẹ hỏi, mệt lắm hả con? Mẹ có làm yến cho con ăn nè, đồ ăn tới ngập mặt. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn những nhạc sĩ đã cho những bài hát rất là hay. Dạ bà con, chị báo đây anh ơi, kịp nó càng nhiều chị xin các bà con cô bác ổn định chỗ ngồi, rất hân hạnh khi các anh chị các cô bác có mặt trong buổi tối hôm nay trong buổi đại nhạc hội của chúng tôi. Chúng tôi là đoàn Mây Mưa. Dạ, âm nhạc cho nhỏ lại chút xíu giùm em. Dạ. Xin lỗi. Trời ơi, mình giới thiệu cái gì vậy? Tôi quên. Trời ơi, cái tên tại gì vì mà ngày tên... xưa đó, cái tên đoàn của chúng tôi là Mây Bốn Phương Mưa Tám Hướng. Mà từ khi mà đặt cái tên đó hả, đi đâu cũng ế hết. Dạ đúng rồi, mưa suốt bán vé không có được. Rồi sau đó đặt tên Mây Mưa. Trời, nghĩ sao mà đặt tên y như tôi, là khu tôi là Vũ, khách sạn. Tôi là Vũ, chuyên môn hát tân cổ. Dạ. Còn bà xã của tôi là... Dân, dạ tôi là nghệ sĩ múa lửa. Dạ. Bởi vậy cho nên á, sau đó là tụi tôi quyết định không có đặt tên dài dòng nữa, ngắn gọn tên hai đứa mình thôi ha. Và giới thiệu với bà con cô bác, gánh hát của chúng tôi là gánh hát Dân Vũ. Chúng tôi đã đi khắp năm châu bốn bể, và chúng tôi mời về hai thần đồng âm nhạc vừa đẹp trai vừa trẻ. Xin hãy cho một tràng pháo tay thật lớn cho hai thần đồng âm nhạc Tấn Bảo, Nhật Duy. Đường về cành thâu, đêm khuya ngõ sâu như không màu, quá phanh phanh có bao mái đầu, hát thiêu vàng ánh điện câu. Ngoài phố chiều nắng tắt bên sông, người đi ngoài phố bóng sáng xưa mịt mờ, thành ghế đá chiều công viên ngày xưa đã hết rồi. Người đi ngoài phố chiều bỡ ngỡ bơ vơ, người đi ngoài phố chân lạc loài, hình bóng cũ bạn thân ơi còn đâu ngày xưa đã hết rồi. Xe lăn trong đêm khuất xa dần mồ, bóng dáng xưa mịt mù, có hay chăng người ơi trốn xa xôi chàng trai, còn đêm yêu
Sơn ơi còn đâu, còn đâu, ngày xưa đã hết rồi. Nếu hay chăng người ơi trốn xa xôi chàng trai, còn đêm yêu thương dâng lên muôn vàn oán hờn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu sao ạ? Mấy đứa con tôi sao? Dạ thưa quý cô bác, kính thưa quý khán giả, đó là tiết mục của gánh hát dân vũ. Dạ cảm ơn guitar Vũ Duy, năm thần trống lắc Hiếu Trung, Tấn Bảo, Nhật Duy và chồng của tôi Dương Triệu Vũ. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ủa mà cái suất này mình diễn có một suất duy nhất đấy hả? Một suất duy nhất, chỉ một đêm suất duy nhất. Chỉ một đêm duy nhất. Dạ. Thưa quý vị, một lần nữa thì Nguyên Khang xin được giới thiệu lại phần thể hiện của Tấn Bảo, Nhật Duy và đặc biệt là Hiếu Trung chơi cái mồm trống lắc đúng không con? Cái này chơi khó không con? Dạ cũng khó. Không khó đúng không? Dạ. Tức là ví dụ như con chỉ qua một cái thì là chú Huỳnh Lập với lại chú Ngô Kiến Huy có thể chơi được đúng không con? Dạ, chị ở đó xuống đây nữa. Được. À vậy hả? Vậy bây giờ thì trước khi đến phần nhận xét thì chú muốn mượn cái trống của con để cho hai chú kia đánh thử coi giống như nhỏ đánh không? Mời chú Huỳnh Lập với lại chú Ngô Kiến Huy. Bây giờ chú hỏi là bây giờ cái này làm lấy cái tay mình đánh vô đây đúng không con? Bây giờ mình thay cái tay bằng cái mặt được không? Cái gì mà nó đơn giản được á con, mà độ tuổi khoảng mới đẻ ra làm được là con cứ chỉ cô chú. Ừ. Ok. Đó cơ bản đó. Quy Quy, chị tự hào về em. Bây giờ quý vị sẽ thấy cái thần thái y chang. Thằng bé nó nói đến cơ bản mà sao nó bài bản quá. Bây giờ Lập, chúc em may mắn anh hỗ trợ nghe. Rồi đưa cái micro vô nè. Mẹ có dùng cùi chỏ đó nghe Lập. Ủa sao nó không có nhịp gì trơn. Em đánh nhau mà mì gõ nhà anh á. Ông muốn gặp gì? Trời ơi. Nó khó lắm luôn á con. Con vuốt lại coi. Con vuốt lại nãy con vuốt làm sao? À. À. Ủa kì à. Đúng rồi Huy. Đúng rồi em ơi, hay quá em ơi. Đúng rồi bé. Cái này là bị rối loạn về hành động và hành vi nè. Phải không? Cái này là sao vậy? Thưa quý vị, và ngay bây giờ phần trình diễn của MC bé Khang. Nè. Bé Khang làm cái luôn đi. Thôi được rồi, anh đã lủng cái trống ta hết anh ơi. Anh vô anh cứu vô cái trống không à. Khi mà nghe cái nghe cái phần trình diễn này em bị trôi dạt. Ít khi nào mà những người trẻ tụi em có dịp được nhìn thấy cái bối cảnh mà Sài Gòn xưa. Hai đứa con hát hay là quá tuyệt vời rồi, ngọt ngào quá rồi. Và âm nhạc đường phố, mà thật sự á, âm nhạc mà ra được tới đường phố là phải là âm nhạc tuyệt vời lắm. Tại vì để cho những người đi đường mà họ dừng lại họ nè, nghe. Ví dụ chị hát câu đi. Người đi ngoài phố, đi luôn thấy chưa? Thấy chưa? Khác liền. Anh là không có được đối xử với chị như vậy. Phải đứng lại nghe chứ. Chị hát đi em làm cho. Người đi ngoài phố. Ủa chị hát gì vậy? Khi mà Vũ nói ra cái câu này thì Vũ nghĩ là Khả Như sẽ hết hồn. Cái lý do mà Vũ làm cái tiết mục này là vì Khả Như hết. Ôi nói trời ơi, đừng cho tôi thấy thằng Tèo nữa. Tự nhiên em bị đau lòng á anh Vũ. Và thật sự thì cô nghĩ rằng á, với chú Vũ là đây chắc là một cái hình ảnh cuối cùng con được làm như thế. Con không được làm như vậy nữa. Yes. Con phải tỏa sáng ở một sân khấu nha con. Bé Như, em có nhớ hồi cái tuần trước em nói với anh á, cái lý do em rơm rớm nước mắt, em nói là em không muốn thấy Tèo em ở trong cái hình tượng của một người bán kẹo kéo nữa. Dạ đúng rồi. Đó là lý do anh bắt buộc phải cho Tèo em bước vào một cái bộ đồ vest, mà vẫn phải giữ nó ở một cái sân khấu gần gũi nhất với em nó. Thì chỉ có nhạc bolero đường phố thôi. Xuất sắc. Khả Như đã có những cái lời nói, đã cho anh cái cảm hứng để mà làm cái tiết mục này. Vũ rất là bất ngờ với lại cái khả năng của Tèo em, Nhật Duy. Tại vì Trần Bảo thì mình đã biết cái khả năng hát bolero của em là rất rất
rất thành thạo rồi, cái video trên mạng là gần 7 triệu view rồi. Nhưng tuy nhiên Tèo Em là con thì hồi giờ con chỉ hát những bài dân ca thôi. Cho nên để hát được cái bài Bolero ngày hôm nay là Tấn Bảo đã phải rất cực khổ. Và nói chung là hôm nay hai con làm cho thầy tự hào lắm. Thầy rất tự hào. Hy vọng là mấy con càng ngày sau cái cuộc thi này nữa sẽ càng tiến xa và có một cái tương lai tươi sáng hơn là những cái gì mà mọi người nghĩ. Một cái tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Ha ha ha. Xin được cảm ơn Tấn Bảo Nhật Duy. Quý vị thân mến ơi, tự nhiên ngồi tại không gian này lại muốn kể chuyện và tâm sự với tất cả quý vị. Minh Sù có một người bạn, người bạn ấy tên là Lập. Anh Lập này thì có rất là nhiều những cái sự thú vị. Trước khi Lập ở nhà biệt thự đó thì Lập ở nhà lá. Trước khi mà Lập trồng web drama đó thì Lập trồng lúa. Còn trước khi mà Lập đi thảm đỏ đó thì Lập đi cầu. Dạ không, cái cầu này quý vị, cái cầu này rất là quen thuộc đối với Lập. Và sau rất nhiều thời gian thì Lập lại có hai đứa con. Và chắc chắn sẽ có rất nhiều sự thay đổi với cuộc đời của Lập khi mùa nước lũ tới. Ủa, trời ơi, Thảo ơi, ra đây coi, nước ngập lên quá trời rồi nè. Dạ, đâu đâu chị hai, cho em coi với. Vui quá chị hai ơi. Thích quá. Tạt nước nè. Út dám xô chị hai hả? Cho Út biết nè. Tạt nước nè. Chút xíu nữa là té em rồi đó chị hai. Mới có mấy ngày thôi mà nước đã lên tới chừng này rồi. Vài bữa nữa chắc nước ngập vô nhà mình quá chị hai. Trời ơi, em lo làm gì? Năm nào nước chảy vô nhà. Mình sống chung với lũ riết thì cũng quen mà. Ý chị hai, đằng kia có con búp bê dễ thương quá kìa. Chị hai vớt lên cho em chơi đi. Được rồi, để chị vớt cho. Ê à, Út cầm tay chị. Chị hai ơi, cha ơi, chị hai rớt xuống nước rồi. Cái gì? Trời đất ơi, cái gì? Con mình rớt xuống nước rồi hả? Trời đất ơi, nó rớt ở đâu? Nó rớt ở đâu? Chỉ cho cha coi. Con nè. Trời ơi. Con biết bơi mà. Trời ơi, ở dưới đó luôn. Ngoan ở dưới đó luôn. Trời ơi. Nhiệt tình nè, lên. Tôi tức quá, tôi kiếm cái râu tôi quánh mày được thiệt. Chết rồi. Sao vậy hả? Hả? Gan quá ha. Bữa nay mày đặt rồi chơi trò chơi té nước đồ, làm tao lo muốn chết à. Du nhập Thái Lan hả? 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 Mới mua cho hai cái áo sinh nhật đó, rồi giờ nhảy xuống đó ướt hết trơn hết trọi, làm lo muốn chết hả? Đừng có ý y như là mẹ cũng có mùa lũ năm đó, đã bỏ ba cha con mình ở lại đó, nhớ chưa? Còn con sông nước dâng tràn lên bãi bờ, anh về quê em khắp nơi như là biển khơi, dập cho mái tranh ngôi lên giữa ngọn triều dâng, những đàn gà con bơ vơ đứng nhìn trời xanh. Rồi không còn nhận ra
Phải công nhận hai đứa rất là rảnh luôn á nghe. Tao làm muốn chết luôn, đứng hát quá trời. Trời đất ơi. Mới mua hai cái áo nhảy cái xuống đó rồi dơ rồi, không chịu vô thay đồ rồi bệnh. Có mình cha à, hiểu không? Đi vô đi, đi vô thay đồ đi. Thấy là trời nó chuyển mưa dữ lắm rồi kìa, đi vô. Ừ mà chuyển mưa rồi phơi em chi điên quá. Vô. Để đi, lát hết mưa rồi phơi tiếp. Hai đứa, chuẩn bị mọi thứ đi. Lũ đang kéo tới rồi, Trời ơi, bơi đi, bơi đi hai con, bơi đi. Bao giờ bỏ hai con, dù như thế nào cũng không bao giờ bỏ hai con đâu. Một tràng pháo tay cho Ngọc Thảo, Tiểu Bình và Huỳnh Lâm. Ướp luôn cả cái áo bên trong để làm cho cái cảm xúc nó thật nhất đúng không ạ? À? Vô lấy chai nước suối đổ liền lên đầu. Đổ liền luôn. Phải nói là giống như hai chị em ở trong nhà thiệt sự, đứa chị lớn rồi đứa em nhỏ nữa. Trước khi mà con bình tâm lại thì bây giờ mình lắng nghe ý kiến của các cặp đôi huấn luyện viên khác nha. Xin mời cô Khả Như ạ. Tiết mục này nó có nhiều dàn dựng nên chắc Như xin phép nói về phần dàn dựng mà đã hỗ trợ rất là tuyệt vời cho hai con. Cô luôn ngưỡng mộ Huỳnh Lập ở chỗ đó là Lập luôn đưa ra những ý tưởng rất là chân thật, rất là gần gũi. Nói về đời thực là chắc chắn có Huỳnh Lập thôi. Và khi mà Huỳnh Lập đưa những ý tưởng luôn luôn làm cho người ta không có bị bi lụy. Đúng Lập rồi. Có một cái rất là hay đó là không bao giờ đưa vào tan tóc hay chết chóc nhưng mà coi vẫn cảm động. Đúng. Thì cái sự duyên dáng Huỳnh Lập mà làm cho hai con mà vẫn diễn được, vẫn thoải mái được, chú Lập đã rất là cố gắng để mà nương hai đứa con. Và khi mà hai đứa con diễn á, chú tin lại trong nhà có hai đứa con mà rảnh thiệt là rảnh luôn. Người cha tất tả, hai con đứng trên cầu hát nghiêu ngao
tôi tin được điều đó. Và cái sự mộc mạc đó làm cho Như cảm thấy trời ơi, cái tiết mục này như không có đang xem thi mà thật sự là đang xem một tiết mục ca cảnh, nó rất là dễ thương. Cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn chị Như. Và chú Duy cười quá trời, xin mời chú. Chú ấn tượng, rất là ấn tượng luôn. Tiểu Bình ơi, trời ơi, con diễn cái lúc mà con rướn cái tay con ra, cái mặt con không cảm xúc. Chú nói chết rồi con bé, sao nó diễn cái chỗ này kỳ vậy ta, sao nó không có một cái miếng cảm xúc nào hết. Con mà lúc đó con diễn đúng là kiểu là con diễn luôn á, kiểu đưa tay ra xong với con à, chị hai ơi a à, là con có cái nhảy xuống. Rồi sau đó là chú Lộc đã cho con một cái là chị biết bơi mà, rất là duyên dáng. Và nó là giống như là cái phần mà có thể là mình diễn không được, nhưng mà chú Lộc đưa cho con những cái tình tiết, những cái mấu chốt làm cho cái tiết mục này Lập nó hay vậy lắm anh. Rất là hay. Nó hay làm cho mình rất là bất ngờ. Có nghĩa là anh bị vô duyên, ví dụ anh bị vô duyên ấy, nó sẽ làm vô kỳ vậy. Ví dụ lấy cái vô duyên nó thành cái có duyên. Chú cảm ơn Quỳnh Lập vì đã có một tiết mục rất là hay ngày hôm nay. Dạ, và cảm ơn Duy. Và đặc biệt luôn nữa là cái giọng hát của con ngày hôm nay chú rất là ưng, thực sự rất là ưng. Và ngay bây giờ Minh Sùng muốn lắng nghe cảm giác của anh Trung ạ. Càng ngày chú càng thích cái giọng của con á Thảo. Con lên cao ấy, cái kiểu nhẹ nhàng lắm. Nhìn con hát á bình, cảm giác nó bình thường, chẳng có một cái gì gọi là cao hết trơn, đứng đúng một mặt một hát rất bình thường, chẳng có gì để xử lý mà phải rướng hay là cái gì hết. Đặc biệt những cái lúc mà ngồi trên thuyền á, ngồi chồm hổm khó hát lắm. Còn cái tư thế này nè, khó hát dữ lắm luôn á. Nó nhúc nhích nữa. Đúng rồi, khó hát lắm luôn á mà con vẫn hát được, hay lắm. Còn Tiểu Bình á, mỗi vòng thì con đã khá hơn được một chút. Có nhiều người sinh ra chỉ có một dòng nhạc một, một cách hát một. Nhưng tụi con nên nhớ nè, ai nghệ sĩ cần phải đa dạng, cần phải phong phú. Nhưng đa dạng phong phú chỉ là để tồn tại mà thôi. Còn muốn phát triển thì phải đặc biệt. Và tụi con đang có cái đặc biệt của tụi con. Nó giống như vậy nào, ví dụ như một cái cửa hàng mà người ta bán một cái món đồ đó, thì muốn mua cái món đồ đó phải đến đúng cửa hàng đó để mua, thì muốn nghe kiểu này thì phải kiếm đến tụi con. Còn một cái cửa hàng mà bán nhiều đồ quá mà không có gì là chính chủ của nó hết á, à, không có gì là đặc biệt hết á, thì người ta gọi nó là tạp hóa. Đừng nói chuyện đó nha con nha. Con cô Diệu Nhi, xin mời cô. Tiết mục vừa rồi của tụi con rất là dung dị, rất là đơn giản luôn. Mặc dù ở mỗi một cái bài hát buồn á, tất nhiên sẽ có rất là nhiều người họ dàn dựng theo cách của họ, gọi là chiêu trò cũng được, gọi là lấy nước mắt khán giả cũng được, mà gọi là muốn làm cho người ta cảm xúc cũng được. Nhưng mà cô nghĩ á, khán giả họ không có dễ khóc, họ cũng không có dễ cười, thì cô muốn nói cho con biết mình có thể có chiêu trò, mình có thể có một cái đặc điểm gì đó để mà mình mong là mình sẽ lấy được nước mắt của khán giả. Nhưng mà khán giả có khóc hay không đó là chuyện. Mình phải đẩy cảm xúc làm sao khán giả phải khóc, đó là về cái mặt cảm xúc thôi. Chứ còn mình không thể nào mà nghĩ là khán giả dễ dãi lắm, vô khóc đi khán giả sẽ khóc theo, vô làm cười đi khán giả sẽ cười theo. Và cái đặc biệt ở trong tiết mục này thì thật sự luôn á, nó đơn giản, đúng là Lập phải ngồi ở đây phải nói là quỷ xàm đang vô cảm xúc rồi, cái nó xàm một cái cười, cái một hồi Lập lật liên tục, rất là thông minh luôn. Mình không nghĩ được là sắp tới Lập làm gì, không suy nghĩ được luôn. Còn phải cảm ơn chú Lập và cô Hòa rất là nhiều, bởi vì làm cho tụi con rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn cô Nhi. Ủa, Hòa ơi, em xúc sao động vậy? Quá hả? Ủa, xúc động quá. Mọi người khen em xối xả luôn á. Dạ không, tại vì thật sự là cái gì đi chăng nữa, làm cái việc gì dù không phải là nghệ thuật mà được công nhận, cái đó là cái hạnh phúc nhất. Chú Duy, cô Như hay là chú Trung hay cô Nhi có nói với các con là các con đã tiến bộ hơn, thì thật sự đấy là cái niềm vui và hạnh phúc của cô Hòa. Còn bây giờ khi anh cùng với hai con đứng ở trên sân khấu thì em thật sự quá là hãnh diện và hạnh phúc khi ở đội có anh Lập và có các con. Cảm ơn rất là nhiều. Mà em cười như con điên vậy á. Thảo, con cười cái này nãy giờ chúng thấy con cười luôn á Thảo. Người ta chưa thoát rồi. Chưa thoát rồi luôn. Ngày hôm nay thì Thảo và Bình đã làm rất là tốt rồi. Và tụi con đã nhận được rất là nhiều lời khen có cánh đến từ các huấn luyện viên. Và nào, hãy nở một nụ cười, một tràng hô tay cho hai con. Và xin được cảm ơn Huỳnh Lộc rất nhiều. Có một kỷ niệm rất là vui khi mà dàn dựng bưng cái cầu lên. Cái chị Như á, ủa em dựng chung kết hả em? Mà tại vì cái nết dựng của em nó vậy đó, cái nết dựng của em là em muốn có nhiều thứ gì nè, em thích miền Tây lắm, em thích những cái gì đó chân thực, những cái gì đó để tạo nên cảm xúc của hai bé. Lúc tập hai bé ráo quảnh là thiệt, em lo lắm, em rất là lo, tại vì không có hình dung được, chạy đâu cũng chạy sân khấu thôi, cũng không có cái gì là thật hết. Thì tụi con giống như mọi người cũng thấy rồi đó,
tạt nước nè, nhưng mà Lập ơi, em xử lý mà ngồi cái cầu nó dễ thương. Đúng rồi, ngồi em, cái chỗ cái cầu nó dễ em thương. Em xin dữ lắm mới được cái cầu này đó. Dễ thương chịu không nổi luôn, luôn. Và những cái này là cũng xin từ từ mà ra nè. Ban đầu có cái nhà với cái cầu với là cái thuyền thôi. Trời ơi, ông Lập ông đi vòng vòng phim trường như dông vậy đó. Thấy cái gì ông cũng bưng lên sân khấu. Đây, rồi. Hồi hôm qua chạy sân khấu là chưa có cái xào phê đồ đâu. Trời ơi, em không biết có chuyện đó luôn đó. Để bữa nay mới xin ra cái xào phê đồ. Anh biết vì sao mà sau khi Lập, anh Lập nói là đi vào trong nhà đi thay quần áo mà hai đứa nó cứ thẫn thờ mãi không vào đâu, là bởi vì tự dưng ông này ông đứng phơi đồ mà hai đứa nhỏ lúc tập không có bộ ba không có đứng phơi đồ của nó, nên chúng nó không biết là chuyện gì xảy ra. Thật sự hai bé còn rất nhỏ, mình diễn tả thật nhiều nhưng mà mọi thứ nó chỉ là diễn tả thôi, các bé không có hình dung được, chưa có bao giờ mình trải qua cái điều đó mà bé hình dung thôi. Vậy thôi, ngày hôm nay nãy chú nói luôn mà, lát nữa chú lên chú sẽ làm nhiều thứ lắm đó, tụi con cứ đúng cảm xúc của tụi con phản ứng lại thôi, và tụi con đã làm được điều đó. Chúc mừng tụi con. Một lần nữa cảm ơn Huỳnh Lập và chúc mừng hai con. Rồi, chúc mừng, cảm ơn cô chú. Ruộng đồng bát ngát, nắng lấp loáng chiều vàng, mênh mông chân trời, ta lưng trâu về nghe xa lời mẹ gọi. Đơn sơ mái tranh nghèo, có thương con dài lặn lội phương xa. Cô gái nhỏ của em Hồ Thảo Nguyên. Con quê đâu? Một tí đi. Dạ, con tên là Hồ Thảo Nguyên. Năm nay con mới sinh nhật được 12 tuổi và con quê ở Đắk Nông. Con thích dòng nhạc này hay sao? Dòng nhạc này thì con cũng rất là thích, nhưng mà con vẫn có thể hát được nhiều dòng nhạc khác hơn. Cái này là cái cô Hà chờ đợi nhất. Cô Hà biết hát thể loại dân gian nha. Nhưng cô Hà sợ cái khả năng của mình chưa đủ để có thể dạy cho con hát hay hơn về dòng nhạc này, nên ngay bây giờ cô Hòa rất muốn con có thể hát một câu nho nhỏ ở một thể loại khác. Con hát rock ạ. Rock được nha, vỗ tay cho bé Thị một đoạn ngắn thôi. Bão lũ thét gào, nắng cháy khô cằn, thiên tai buồn mùa vì ai? Bão lũ thét gào, nắng cháy khô cằn, thiên tai buồn mùa vì đâu? Vì ai? Vì ai? Vì ai? Ôi, nổi hết nổi rồi. Trời ơi, cú đoán không sai. Con biết làm sao trời không? Ơi là trời. Thật ra, không phải khóc, con ơi mạnh mẽ lên. Có thể rằng là ngày hôm nay cái bài nhạc này có một phần nào đó chưa phù hợp. Chưa phù hợp với chất giọng của con. Và chú đinh ninh ở trong lòng là
chắc là sẽ có một dòng nhạc nào khác bé có thể tỏa sáng hơn. Hồi nãy là cô Hoàng Minh Di muốn gặt cái cần đó liền, nhưng mà chú nói thôi để xong hết đi, để xem bé còn những khả năng nào nữa. Đó là sự lựa chọn đúng đắn của cô và chú. Cả ngày hôm nay thì cô Hòa cũng muốn là ngoài để cho quý vị khán giả biết được con có thể hát thể loại dân ca, thì khán giả sẽ chờ đợi vào vòng tiếp theo để con có thể thể hiện được những cái gì. Hát một ít thế thôi, và cô sẽ dạy cho con hát cái thể loại dân ca nó ngọt ngào hơn với cái khả năng mà cô có. Chúc mừng con đã có cô rất nơi vui để mình con tỏa sáng nữa trong tương lai, đúng không ạ? Một tràng hô tay chúc mừng cho đôi màu đỏ. Cố lên nha. Cảm ơn các chú bạn nhé. Ngoan dễ sợ. Rồi, chúc mừng con. Trời ơi. Đấy hả con hát. Mà thầy có trời nổi da gà mà chú nổi 2-3 lần. Nè. Nổi vào chú chùi lại rồi mình đánh nổi nữa. Đúng rồi đó. 2-3 lần. Dạ con cháu rồi, con cháu em thôi ạ. Chưa nói chuyện xong bé nè. Chị trời hết ơi, con gái ơi hay quá, máu lửa quá. Một tràng hú tay nữa cho sung được không ạ? Cảm ơn tụi con. Thu trời Huyền ơi, phong cách của con thật sự rất châu Âu luôn á, thật sự là không rất... phải em nhìn ngầu. Lên hai bé là giống như là Khả Ngư, Khả Nhâm, Khả Như, Khả Như, đúng rồi chị, Khả Như một phiên bản nhỏ luôn á. Nhìn mặt con ngầu lắm ấy con ạ, em bị cuốn vào mà không rời mắt. Một cái cô bé Disney là thật sự luôn, và trong high school mà làm chủ sân khấu rất là tốt. Nhưng mà có một cái, thật sự em chỉ muốn là tiết tấu nhanh hơn một chút ở đoạn sau nữa thì sân khấu này sẽ bùng nổ hơn rất là nhiều. Còn các con đã làm rất là tốt rồi. Cảm ơn các con, chúc mừng các con nha. Cảm ơn cô ạ. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Đây là màu sắc rất là riêng biệt của đội của chú Duy, chúng là cô Như. Tươi vui, rất là tỏa sáng. Nhìn tụi con mà sáng từ nghĩa bóng đến nghĩa đen luôn. Trời, sáng từ bộ đồ, sáng ra, sáng từ tinh thần mà sáng xuống khán giả. Mà sáng thẳng cho mặt chú luôn nè con. Mà rõ ràng là khi mà tụi con bước ra sân khấu là tụi con chưa trình diễn thôi, thì cái cách lựa chọn trang phục nó cũng làm cho tất cả mọi người phải chú ý rằng là hai cô bé này sẽ làm những gì cho tất cả mọi người tập trung đây. Và rõ ràng là tụi con đã có thể truyền được cái sự sôi động của bài hát này cực kỳ thoải mái và trẻ trung. Nếu như mà các bé không có xác định được cái tầm của cái bài hát này á, thì rất là dễ đưa cho các bé rơi vào cái trường hợp là bị già trước tuổi. Nhưng mà rõ ràng trong cái bài hát này tụi con vẫn còn giữ được cái nét hồn nhiên của mình, và chú rất là thích điều đó. Tuy là chú không có rành về tiếng Anh nhiều, nhưng mà khi mà nghe tụi con á, nghe nó rõ từng chữ vậy đó, cho nên là chú thích lắm. Cũng hiểu đó, cảm ơn tụi con đã truyền đến cho tú một cái nhiệt của tiếng Anh. Nhìn mặt con y chang cô hồi mà cô còn bé mà hay thích đi khịa đánh nhau ấy, thật sự. Thôi đừng có nhận bà con nha, thấy người ta hát hay xin đẹp mà nhận bà con nha. Thật sự Minh Xu rất là thích cái đoạn mà hai bạn đấu với nhau về cái giọng hát á, chữ ra ra đúng không, mà hòa thanh chung với nhau một cái nốt cao nữa, quá là tuyệt vời khúc đó luôn. Anh Trung ơi, anh đang ngồi nhịp giò quá, cảm giác anh như nào? Tiếc không nhận con về được. Khi mà hai đứa bận bộ đồ ra là chú rất là thích. Chú cũng thích giống vậy, nó lấp lánh như là thích. Chiếu là chú mê à. Đây là một ca khúc rất là nổi tiếng của Katy Perry. Nhưng trong cái bài hát này Katy Perry hát với một chất khác. Tụi con hát một chất khác. Không còn gì để nói cả. Chúc mừng tụi con với bài hát này. Nè tụi con nghe nè, những cái người mà ta giỏi tiếng Anh người ta nói nè, mời Diệu Nhi. Em có rất là nhiều video clip về cách chia sẻ về tiếng Anh đó trên mà lúc đó rất tự tin á, bây giờ tự tin như thế đi. How are you? Cô Diệu Nhi chỉ muốn hỏi là khi hai tụi con á, hát bài hát tiếng Anh như vậy á, thì hai tụi con á, có hiểu được cái nghĩa của cái bài hát này là gì không? Dạ có. Vậy thì rất tuyệt vời luôn, thật sự luôn á, rất tuyệt vời. Vậy tụi con dạy khi con mà tụi con hát, hiểu được vậy? Tụi con hiểu được cái người nghe, người ta cũng cảm nhận là tụi con hát bằng
chính cái ý nghĩa từ lời Việt ở trong đầu rồi phun ra tiếng Anh như vậy. Mình thoát ra được. Thoát ra được tiếng Anh như vậy. Cô Diệu Nhi, nghe hai tụi con hát không hiểu một cái gì hết. Nhưng cô Diệu Nhi đã nghe cái bài hát này trước đó mà cô Diệu Nhi đã sợ lời bất cứ một cái gì khi mà cô Diệu Nhi nghe bài hát nước ngoài á. Là cô Diệu Nhi cũng phải hiểu cái bài đó. Nhưng khi cô Diệu Nhi hát lại trên mạng, cô Diệu Nhi chỉ hát vui như vậy thôi, cho vui, cho mọi người giải trí thôi. Nhưng mà khi cô Diệu Nhi nghe tụi con nói là tụi con hát cái bài này, tụi con hiểu, tụi con phun ra tiếng Anh như vậy. Mình thoát ra được. Thoát ra được tiếng Anh như vậy. Cô Diệu Nhi cảm thấy rất là thích cái tinh thần đó của hai con. Hai tụi con không phải chỉ cố gắng hát hay, mà hai tụi con hiểu được cái nội dung và truyền tải cái nội dung, cái lửa đến cho khán giả. Thì cô Diệu Nhi là cho em hỏi chị Nhi nè, nghe cái chữ mỏ nghĩa là gì, chị phân tích được không? Em ơi, cái đó là cái sự luyến trong cái từ rơ đó của cái lời bài hát thôi. Kiểu hò hò cái từ chi từ ơi là nói đó. Trời ơi, hay quá em, vỗ tay hay quá, ví dụ hợp lý luôn, người ta mới dễ hiểu. Họ kiểu nước ngoài đó. Trời ơi, là kiểu như vậy. Từ quốc tế mà em chuyển sang Việt Nam, từ Việt Nam qua quốc tế, hay thì phải rồi. Như vậy khán giả mới hiểu được. Hợp lý. Tay cảm ơn cô Diệu Nhi nhá. Đây nhà mình nè, sở trường của chú Duy rồi. Tụi con có thích hát tiếng Anh không? Tụi con thích hát tiếng Anh. Thích hát tiếng Anh cả hai luôn. Dạ. Hợp lý. Anh Duy, hôm nay anh Duy cho em chia sẻ trước được không ạ? Ở vòng đầu tiên mà khi mà chú Duy với cô chọn con, chú Duy đã nghĩ ra bài này để dành cho tụi con rồi. Và thật sự khi mà tụi con trình bày á, là cô cảm thấy vì sao mà anh ấy chọn. Tại vì tụi con có được một cái điều mà cô nghĩ là cái này không phải dạy được. Đó là cái thần thái khi mà biểu diễn. Kỹ thuật biểu diễn. Đúng rồi, kỹ thuật biểu diễn. Bài hát trong sáng thì con trong sáng, bài hát ngầu thì phải ngầu chứ, đúng không ạ? Và nhìn hai con như hai con sư tử con, rất là đáng yêu, rất là dễ thương luôn. Và cô là cô mèo đáng yêu bên cạnh được em bị. Có cô mèo ở đây nè. Em xin lỗi, không có cô mèo ở đó. Không, nhưng sao? Dòng họ chị, dòng họ được. Đúng rồi. Được. Nhưng thật sự tìm điểm chung của cái sự dễ thương thì thật sự đây vẫn là một tiết mục dễ thương. Và cảm ơn anh Thanh Duy, anh đã truyền lửa cho hai bé và em cảm thấy được một cái sự tự tin của hai bé. Các con có đã không? Dạ có. Đó. Trả lời nha. Dạ có. Tên gì nè? Chú sẽ không nói quá nhiều bởi vì mình đã nói rất nhiều ở trong những lần mình tập rồi. Cái bài này rất là khó. Thậm chí cả Katy Perry khi mà đi hát biểu diễn ở bên ngoài á, ca sĩ mình sẽ biết đó là hát playback, có giọng chồng, giọng bè đi. Sẽ hỗ trợ rất là nhiều về cái phần giọng hát. Ở bài này là thứ nhất là các con hát với band. Cái thứ hai nữa là cái phần hát chồng rồi cái, những cái đó là phối. Sẽ có một cái bè ở phía sau. Nhưng tụi con tự làm luôn. Chú rất là vui vì những gì mà chú dạy, chia sẻ, tụi con làm được ngày hôm nay. Mình không mừng vì tụi con tốt hơn hay là như thế nào. Chú mừng, rất là mừng vì tụi con vui vẻ, tụi con được chơi với bạn bè của mình. Và chính cái điều đó mới làm nên cái sự tươi trẻ và sự tự tin. Và đúng với cái lứa tuổi của tụi con mà không bắt tụi con ở trong một cái hình ảnh hay là một cái phong cách của một người khác. Vì đây chính xác là tụi con ở trên sân khấu. Cảm ơn tụi con đã luôn là chính mình. Mình tạo một cái dáng, mình nói cái tiếng rrrr thật là mạnh mẽ coi nè. Chuẩn bị nè, 1, 2, 3. Một tràng pháo tay cho hai bạn nhỏ. Hay quá. Em nghe hai bé hát tiếng Anh xong, tự nhiên bây giờ mình có một cái tinh thần mình muốn học về tiếng Anh nhiều á. Họ nói tiếng Anh giỏi lắm. Thế mà trời ơi, em cũng giỏi tiếng Anh mà. Nói cho bây giờ giao lưu với nhau luôn. How are you? Em fine and you fine thầy. Em hát được nhạc tiếng Anh luôn chứ giỡn à. Câu hát rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Quá tiếng Anh rồi còn gì nữa. Thổi nến, thổi nến. Con thấy chú Lập giỏi chưa? Thù ơi, cho con chị vô đi em. Xin lỗi chị, xin lỗi gia đình nhà mình nha. Một trái hết tay nha, hai con vô. Vô nào, vô nào.